Chào tất cả các quý vị và các bạn. Rất vui khi mọi người quay lại với channel Khánh Nguyễn Cuộc Sống Mỹ. Và cũng cho Khánh Nguyễn và Đức Vũ thay mặt nhóm gửi lời tri ân đến tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Sáng nay đi làm thì bên ngoài trời hôm nay có sương mù. Thường ở bên Mỹ sáng mà có sương mù thì buổi trưa nó lại có nắng. Bây giờ mình đi tới nhà băng để mình deposit. Thì bên Mỹ nó có những cái cách để các bạn deposit. Khi các bạn lãnh lương thì các bạn có thể deposit bằng điện thoại. Các bạn download cái web của nhà băng rồi các bạn deposit cái check vô nhà băng. Đó là một cách. Cách thứ nhì mà mình thích nhất là mình đi tới nhà băng. Mình thích có một cái cảm giác được đi vô nhà băng đó các bạn. Thì đi vô nhà băng thì các bạn có một cái cách là các bạn đi vô thẳng cái cửa đi vô nhà băng. Còn có một cái cách thứ hai là nó có một cái cổng ở phía sau. Để mình đi vô mình quay cho các bạn xem. Cổng phía sau khi các bạn đi vô á thì nó có một cái ống. Rồi các bạn bỏ vô đó thì cái ống nó chạy vô bên trong, có người bên trong người ta lấy. Bây giờ mình quay cái cảnh phía sau cho các bạn thôi. Bây giờ mình đi ra phía sau nha các bạn. Đó, mình đi vô nè, nó giống như là cái trạm kiểm soát vậy đó. Đó, nó có mấy cái len đó. Thì các bạn đi vô đây. Các bạn đi vô đây. Rồi các bạn thấy có cái trụ bên tay trái á. Nó có cái hộp đây nè các bạn. Cái không có cái ống á. Rồi các bạn bỏ cái chết của các bạn vô. Đó có cái ống đó đó. Rồi các bạn bỏ cái chết của các bạn vô. Rồi nó chạy vô trong á các bạn. Nó chạy tuốt vô bên trong á. Rồi bên trong người ta nhận cái tờ giấy đó, người ta hỏi mình làm cái gì. Mình ghi ở trong là deposit thì mình cứ nói deposit. Thì người ta làm cho mình. Nhưng mà mình lại không thích cái đó. Mình thích đi vô cửa chính nè các bạn. Nó một cái có một cái cảm giác vui vui. Bây giờ nên mình lại thích đi vô cửa chính. Hôm nay thì mình phải đi vô ngân hàng deposit. Rồi chút xíu nữa mình sẽ chạy qua cái chỗ bảo hiểm xe đó. Để mà ký cho họ một cái check. Bây giờ các bạn theo chân mình đi vô trong. Đi vô trong không tới 5 phút là xong rồi các bạn. Có được một cái cảm giác gọi là sung sướng vào buổi sáng khi được đi vô nhà băng. Bây giờ mời các bạn theo chân mình đi tới chỗ mình phải trả tiền bảo hiểm xe 6 tháng của hai cha con. Ký một cái check cho họ và họ sẽ in cho mình cái tờ giấy á để mình bỏ mình giữ trong xe đó. Bỏ một cái ở trong xe với một cái ở trong box của hai cha con. 6 tháng là 2k đó các bạn. Thì mình cũng không có tiền một lần để mà mình trả một lần 2.000 thì mỗi tháng á, mỗi tháng á, mình làm mình chỉ để dành, mình bỏ riêng ở một cái con heo. Mấy cái tiền đó thì các bạn không có được đụng tới, mình không có đụng tới. Rồi tới 6 tháng là mình lấy cái tiền đó rồi mình đi đóng. Bây giờ các bạn nhìn cái quang cảnh ở ngoài đường cho nó đẹp. Trong những cái ngày nghỉ các bạn
bận rộn ông ở ngoài đường suốt rồi đó, có nhiều khi đi tới chiều mới về, thì những cái công việc để mà giải quyết trong những ngày nghỉ như là mình đi ra nhà băng bỏ tiền vô để ký chết, rồi đi chợ, hoặc là có những cái công việc gì đó cần giải quyết thì giải quyết. Có nhiều người lấy ngày nghỉ để mà đi bác sĩ, thì ngày nghỉ của những người bên Mỹ các bạn rất là bận rộn. Rồi có những bạn thì phải đi chợ để mua đồ ăn cho một tuần, cái thời gian nó hết một ngày rất là nhanh các bạn. Bây giờ mà các bạn theo chân mình đến chỗ mua bảo hiểm xe, chỗ mình mua nó tên là Allstate. Sáu tháng là mình đi tới một lần. Các bạn cũng có thể trả qua điện thoại, mà mình lại có cái thói quen là mình đi thích tới những chỗ đó. Mình tới mình nói chuyện các bạn, mình cũng học thêm được một chữ hai chữ tiếng Anh, và có một cái cảm giác đi ra đi vô ở chỗ của Mỹ các bạn, để mình không có làm quen á, mình không có nhút nhát á. Nhưng mà mình nên biết hai phương pháp. Nếu mà các bạn có bận rộn á thì các bạn trả bill hay trả gì trên điện thoại vẫn tốt hơn. Một phần á là mình thích cảm giác đi tới nơi, một phần á là để mình muốn học tiếng Anh đó các bạn. Thường ở trong những chỗ bán bảo hiểm đó các bạn, ngoài bảo hiểm xe ra thì họ còn có bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe và rất là nhiều cái loại bảo hiểm khác. Nếu mà các bạn mua chung một chỗ á, thì các bạn sẽ được discount. Các bạn theo chân mình đi vô trong, nhưng mà mình nghĩ chắc vô trong người ta không có cho quay đâu các bạn. Chút mình đi ra mình sẽ nói chuyện với tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Thì mình đi một vòng một buổi sáng thì cũng mất hết tiếng mấy, hai tiếng đồng hồ. Mình muốn làm một video để gửi đến tất cả mọi người để thấy được quang cảnh của ở bên Mỹ, đường phố, nhà băng, rồi đi tới chỗ mua bảo hiểm. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, và cũng cho Khánh Nguyễn và Đức Vũ gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, nhiều niềm vui. Và cũng cho Khánh Nguyễn và Đức Vũ thì mặt nhóm là cảm ơn những người thầy và những người bạn đã luôn âm thầm đứng phía sau ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.